Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay đại biểu Đinh Công Sĩ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri xã Mường Rôn, huyện Quỳnh Nhai. Tại cuộc tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mường Rôn báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm, đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa hai kỳ họp Quốc hội. Cử tri xã Mường Rôn đã kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, kênh mương dẫn nước sản xuất lúa nước, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp.